7 giờ thì mình sẽ thông báo sau để mọi người có gì mọi người qua, mọi người ra cho vui, Lôi nó vui nha. Đúng rồi. Ờ, bởi vì là Linh nó khoe là ở Việt Nam nhiều người biết Lôi lắm. Y ra sân bay là cười cho vui, xong rồi tập duyệt trước rồi. Rồi mà đến ngày 22 mà không có ai đi ra đón Lôi thì cũng buồn. Lôi nó buồn đấy mọi người, xong nó lại cười chú Linh là kiểu chú Linh là dối. Là dối các kiểu ấy mọi người. À đúng rồi, 20 quên cân nhầm 20 20 18 bay 20 22 là ông 22 là bồ quý bay. 20 nha mọi người, nhầm nha, 20. 18 bay, 19 ở Dubai, 20 trưa 20 về đến Việt Nam. 20 nhưng mà bọn mình cũng chưa biết được là mấy giờ thì có gì mấy giờ thì bọn mình sẽ thông báo ngày 19. Bọn mình sẽ thông báo cho mọi người là mấy giờ ngày 20 bay. Mọi người nhớ qua đón Lôi nha. Ai ở Hà Nội đi ra đón Lôi được thì mọi người comment cho em số 1 được không? Đúng rồi. Để em biết được bao nhiêu khoảng, người đó, khoảng bao nhiêu người. Có gì thiếu thì bọn em thuê thêm. Ui, đây này, ui đấy luôn. Mọi người comment cho đúng nha, không là thiếu là bọn em thuê thêm ấy mọi người. Thuê thêm người để ra cho Lôi nó vui. Ui, đông ghê á. Ơ thật không mọi người? Mọi người thật không ấy, bọn em đang hỏi thật đấy. Bọn em không hỏi đùa đâu. Em đang hỏi thật mà. Đang hỏi thật đấy mọi người, đang hỏi thật đấy. Mình lập một cái team đi, đúng đi ra đón Lôi. Mình quay các kiểu luôn mọi người ạ. À? Mình quay các kiểu luôn. Mình lập một lập một cái group đi. Đi ra đón Lôi đi mọi người. Để hay là mọi người lập đi nha, xong rồi tí nữa bọn em sẽ tìm nha. Group chat đây. Ừ. Mọi người ai đó mọi người lập lên đi để xong rồi thêm em vào với nha. Ừ. Thêm bọn em vào với nha mọi người ơi. Xong rồi là bọn mình sẽ thông báo lịch like các kiểu lịch đón các kiểu đi ra đến luôn nha. Đúng rồi, công việc của bố là ở bên Angola mà mọi người. Bố về bọn chị mới sang. Lập nhóm nhỏ. Chị Trà My chị cho bọn em vào đi, có gì rồi bọn em sẽ trao đổi thông tin ở trên đấy. Đúng nha rồi. Mọi người có gì thì anh Nhường ơi, anh Nhường có về đợt này không, anh có muốn thuê thêm người không thì em để bọn em làm cái giấy này đón này. Làm cái giấy đón. Chắc là ngày mai nhờ, mai mình làm cái giấy rồi. Ngày mai bọn mình sẽ dọn nhà, tổng dọn vệ sinh nhà cửa để cho Lôi về. Anh Nhượng Lôi về. Anh Ngợi không biết có về không ấy. Với Linh về. Anh Nhượng có cần người dơ. Anh Nhượng có cần về butter không? Cái mà cầm về cô rồi, em gửi bán chi phí cho ạ. 50 thì 50 thì chỉ có hô hào thôi. 100 thì có butter. Tầm 200.000 một người thì ôm hôn các kiểu luôn. Combo luôn nha anh Nhượng. 1 triệu là ha mày. Nhớ lại, like nha chị, ok. Like chứ. Like xong đến cái đoạn mà đi ra ấy là tắt. Mọi người quen dần với cái đấy đi nha. Không, lúc đấy đầy người like ấy. Ừ nhỉ. Tất luôn hả em? Tất luôn hả anh Nhượng? Chỉ là 200 một người nha anh. Em thuê cho anh tầm 10 người nha. Là 2 triệu. Anh ôm tẹt ga luôn. Sảnh. Ôi, bây giờ tôi còn chưa biết là mấy giờ đây nè. Đây đây mọi người ạ. Diễn ngất luôn thì càng tốt. Ôm hôn được sao ngất. Ôi em thích anh quá. Ngất luôn thì càng tốt. Ngất là do cái cảm xúc thôi nha, chứ đừng có mà thấy nách anh hôi quá xong ngất là anh lại dần đấy. Đúng rồi mọi người ơi, mọi người ai mà lập cảm xúc thôi. Ai mà lập nhóm đi đón Lôi rồi ấy thì mọi người cho bọn mình cho vào em đi. Vào với. Cho bọn mình vào đi rồi sau rồi là bọn mình sẽ liên hệ qua đấy, qua cái nhóm đấy nha. Đúng rồi. Để đi gặp cho đỡ bỡ ngỡ. Đỡ bỡ ngỡ. Ai lập nhóm rồi cho mình vào với kìa. Đây này, đây này. Ai lập nhóm rồi thì cho bọn mình vào ấy mọi người ơi. Để mình đăng lên ở trên story để cho mọi người vào ấy. Hay là để mình lập. Ai thích vào lập nhưng mà lập như nào ta? Lập thì tạo ra mọi người cứ tìm. Hay là em lập đi, chỉ không biết lập. Tạo xong rồi, tạo một cái mã. Thế là người ta quét. Đúng rồi. Cái mà quét rồi. Ok nha. Thôi nha, mình tắt like nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Có gì bọn mình sẽ thông báo sau ở trên story nha mọi người. Ok nha mọi người. Bye bye mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon nha.